Thưa quý vị, dịch cúm AH1N1 đang có dấu hiệu lắng xuống ở miền Bắc, thì thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận ca đầu tiên. Điều đáng nói là cúm AH1N1 thường bùng phát và lây lan mạnh trong điều kiện thời tiết lạnh hoặc mát, nhưng một vài năm gần đây thì virus này đã phát triển mạnh khiến cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng xuất hiện những ca mắc cúm AH1N1. Trao đổi với VTC 14, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân nhiễm cúm đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh là người đàn ông 58 tuổi, ngụ Linh Trung, Thủ Đức, chuyển từ bệnh viện quận Thủ Đức lên bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục ổn định và dự kiến xuất viện vào ngày mai. Cách đây khoảng 10 ngày, bệnh nhân vào bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng suy hô hấp cấp. Trước đó, bệnh nhân sốt cao, lạnh run, đau nhức toàn thân, tiêu chảy, ho đờm vàng, khó thở ngày càng tăng. Đây là bệnh nhân cúm H1N1 đầu tiên trong năm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cúm AH1N1 là loại virus lưu hành quanh năm, song thường dịch xảy ra trong thời gian cuối mùa thu và mùa đông. Đây là loại virus cúm lợn có nhiều biến thể khác nhau. Triệu chứng của cúm H1N1 tương tự các triệu chứng thông thường của cúm như đột nhiên sốt cao, đau khắp người, đau đầu, mệt mỏi, ho khan, chảy nước mũi, đau họng. Những người khỏe mạnh sau vài ngày sẽ khỏi, người có cơ địa yếu, người già, trẻ suy dinh dưỡng, tiểu đường sẽ bị nặng, nhanh gây biến chứng viêm phổi, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.